Vậy thì câu hỏi kế tiếp mà cô cùng với các con muốn trả lời đó là: ủa chứ mình xây dựng năng lực hành nghề dựa trên cái gì? Nó phải có tiêu chí, nó phải có một cái nền tảng, nó phải có một công thức khoa học chứ, đâu có tự nhiên là thôi bây giờ mình cứ xây dựng. Vậy thì mình xây dựng dựa trên cái gì? Bao la bát ngát như vậy thì mình xây dựng dựa trên cái gì? Cô muốn mời mấy đứa xem cái mô hình này. Tên là mô hình lập kế hoạch nghề của thầy cô là thầy McCowan, với lại người sếp cũ của cô là cô Nguyễn Mỹ Linh. Họ họ làm ra cái mô hình này trước năm 2013, nhưng khi về Việt Nam thì nó được làm cho nó phù hợp với người Việt một chút vào năm 2013, và cô là người dịch ra tiếng Việt. Thì khi mà thầy làm ra cái mô hình này, cô rất thích nó. Tại vì ở đây mình nhìn vào cái ruột của cái mô hình thì tụi con sẽ thấy ở đây mình có cái chữ hiểu. Thì theo cái mô hình của thầy thì thầy cô thì ông nói rằng là để một người trẻ tuổi hoặc là không trẻ tuổi, bất cứ ai trong hành trình của họ muốn bắt đầu một kế hoạch nghề thì trước tiên họ phải hỏi rằng họ đã hiểu bản thân tới mức nào. Họ hiểu bản thân tới mức nào, họ có biết rằng họ thích gì chưa? Hồi nãy Trinh phải không ạ? À? Cô có nhớ lầm không ta? Trinh thích làm cái công việc chăm sóc. Họ có biết họ thích gì chưa? Họ có biết họ có những cái năng lực tự nhiên, khả năng tự nhiên ở cái bảng nào chưa? Họ có biết trong cuộc đời họ giá trị nào quan trọng nhất hay chưa? Họ có biết đối với họ, ước mơ của họ là gì trong tương lai hay chưa? Thì đó là hiểu bản thân. Sau khi họ hiểu bản thân rồi thì họ phải hiểu về thế giới nghề nghiệp. Có nghĩa rằng là trên cuộc đời này, khoan hãy nói xa, trong tỉnh của mình, rồi trong vùng của mình, rồi trong nước Việt Nam của mình, có bao nhiêu công việc, có bao nhiêu công việc mà các công ty họ đang tuyển dụng, cái ngành mà mình yêu thích đó họ có đang tuyển dụng không? Nếu cái ngành mà mình yêu thích học họ không tuyển dụng, thì sau khi mình hoàn tất chương trình đó, mình có làm được cái ngành nào gần đó hay không, đúng không ạ? Mình phải hiểu về cái thế giới nghề nghiệp một cách thực tiễn để mà mình có thể trình bày với gia đình và những người đầu tư cho mình là: tôi tin rằng khi tôi học cái ngành này nó phù hợp với tôi, và tôi không sợ ngày tôi ra trường, ngày tôi hoàn tất chương trình tôi không có việc làm. Cái thứ ba là hiểu những ảnh hưởng mà mình đang phải chịu. Ví dụ như nhóm của mình, tụi con phải hiểu được là ai đang ảnh hưởng tụi con nhiều nhất. Người đó là người thầy hay người cô hay người cha hay người mẹ hay người chị lớn hoặc là người anh họ, mình không biết được, phải không ạ? Mình phải hiểu rất rõ những ảnh hưởng mà bản thân mình đang chịu như là một người Việt Nam, một người phụ nữ hoặc là một người nam giới. Kinh tế Việt Nam đang ở trong khu vực nào? Khu vực châu Á, khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á Thái Bình Dương. Những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị Việt Nam đang phải chịu là gì? Tất cả những cái đó. Sau khi mình hiểu, luôn luôn phải bắt đầu bằng ba bước hiểu. Khi mình hiểu bản thân, hiểu thế giới nghề nghiệp và hiểu những ảnh hưởng rồi, thì mình mới bắt đầu qua bốn bước hành động. Thì cái bước hành động đầu tiên đó là mình phải xác định mục tiêu. Ví dụ sau khi mà Liên hiểu rằng là tôi là người như vậy, tôi thích những cái này, tôi giỏi những cái này, và cái thế giới nghề nghiệp mà tôi đang hướng tới không có khó khăn gì cả cho ngành tôi chọn, và gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định của tôi, thì tôi xác định mục tiêu là tôi sẽ đi học cao đẳng. Tôi không nghĩ rằng là tôi muốn hoặc là tôi có thể ở cái năng lực hiện tại. Cô cho ví dụ thôi nha Ly, chứ không phải là em là người như vậy. Học được ở một cái ca một đại học xịn, thì thay vì học một cái đại học rất là chất lượng mà tôi không vào được, tôi thà tôi đi tìm một cao đẳng chất lượng không kém, nhưng mà họ lấy điểm ít hơn, rồi tôi vào đó tôi học cái ngành tôi thích. Khi mà xác định mục tiêu rồi thì mới ra quyết định. Tôi về, tôi nói chuyện với ba mẹ tôi, gia đình tôi, con quyết định học ngành này ở trường này. Sau đó tôi mới ra hành động, tôi thi vào trường đó. Rồi cuối cùng tôi thi vào rồi, tôi học một học kỳ rồi, tôi chiêm nghiệm lại là cái quyết định của tôi có đúng. Có thể sau một học kỳ Kim Liên mới ngồi nói lại là có thể nó chỉ đúng khoảng 70%. Vậy nếu như mà đúng ở 70%, Kim Liên sẽ quay lại cái vòng ở giữa. Vậy thì bây giờ bản thân mình sau sau một học kỳ học thì mình thích cái gì? Mình giỏi cái gì? Mình đang hướng về cái gì? Thế giới nghề nghiệp có thay đổi hay không? Những ảnh hưởng mình đang chịu là gì? Mình có muốn đổi ngành không? Sau đó bạn sẽ ngồi suy nghĩ, chưa chắc đổi ngành nó lại phù hợp hơn.
chưa chắc đổi ngành nó sẽ đáp ứng được những gì mình muốn. Rồi lúc đó bạn lại phải xác định mục tiêu rồi làm lại. Thì mô hình lập kế hoạch nghề này nó không ngừng một lần. Nó có thể lập đi lập lại mỗi năm, mỗi 2 năm, mỗi 3 năm. Cứ mỗi lần mà tụi mình bắt đầu có câu hỏi là ủa tôi có đang thích công việc tôi làm hay không? Thì đó là lúc mình phải quay lại cái bước đầu tiên, đó là hiểu về bản thân.